Xin chào anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Ở đây chắc chắn có một số bạn thắc mắc rằng sao dạo này kênh ít ra video thế? Kênh sao chưa có những hướng dẫn đội hình mới cho anh em leo danh đi? Xin thưa là với anh em, hiện tại là mình vẫn đang theo dõi sát sao tình hình biến động của meta của đấu trường chân lý mùa 4. Và có một sự thật là kể từ phiên bản 10.22 trở đi, các đội hình vẫn chưa có nhiều xáo trộn, chưa có đội hình nào mới thực sự hiệu quả. Những đội hình cơ bản đến nâng cao đều đã có hướng dẫn chi tiết đầy đủ trên kênh cho anh em rồi. Còn nếu như tự cố tình mày mò ra một bộ cờ mới mà nó không ổn như kiểu Vi Đại Bác thì chả khác gì làm hại danh của anh em được không ạ? Ngoài ra cũng một phần bởi vì tựa game tốc chiến sắp ra mắt nên mình hiện tại cũng đang tập trung là bên kênh cá nhân một chút. Nếu anh em từng ủng hộ Cà Phê Liên Minh, Cà Phê Nhân Phẩm thì cũng nên ghé qua kênh của mình Hi, I'm Fed để ủng hộ luôn nha. Còn giờ thì chúng ta đến với chủ đề chính, cùng xem qua bảng xếp hạng của các hệ tộc mạnh nhất của phiên bản hiện tại 10.24 để biết được những cái tên nào đang lên đời, những hệ tộc nào dù có được chỉnh sửa nhưng vẫn chịu cảnh hầm hưu ngay sau đây. Cà Phê Liên Minh, Cà Phê Nhân Phẩm, Cà Phê Tốc Chiến và Cà Phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình My Tài Official để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nhé. Hạng S cực tốt, im bà, tộc thánh thần độc hành đại ca, hệ đại sư song đấu bí ẩn. Thánh thần không hề có một chỉnh sửa gì về chỉ số trong đợt cập nhật lần này. Điều khiến nó thăng hạng trong thời điểm hiện tại chính là từ con Warwick. Việc thay đổi cơ chế kỹ năng từ hoảng sợ các mục tiêu gần bên sau khi tham gia hạ cục thành công, thành tăng tốc độ đánh cho tất cả các đồng minh có cùng hệ tộc, khiến cho Warwick không hề yếu đi, mà thay vào đó mạnh hơn rất nhiều. Nó thúc đẩy đội hình thánh thần tinh anh quay trở lại meta cùng với những đội hình khác có Warwick đi kèm như thợ săn, đấu sĩ hay thần rừng comeback mạnh mẽ. Thêm vào đó thì việc tăng sức mạnh có phần khó hiểu của Lee Sin cũng khiến thánh thần thêm phần imba hơn. Anh em nhà Yasuo, Yone cũng tiếp tục thống trị meta dù cho Yone có bị thay đổi cơ chế kỹ năng. Thực ra việc thay đổi này đem đến một con Yone có phần thiên về carry nhiều hơn là tại hiệu ứng trong combat, trong khi Yasuo lại được buff ở cấp độ 1 và 2 sao để con đường rát vàng trở nên thuận lợi hơn. Về phần các hệ thì vị thứ vẫn không thay đổi. Đại sư luôn là một hệ mạnh, dễ kết hợp với nhiều bộ cờ khác và luôn hữu ích về cuối game, trong khi song đấu tinh anh vẫn chưa có dấu hiệu bị yếu đi. Còn bí ẩn thì luôn hữu dụng bởi tất cả các vị tướng trong trò chơi này đều ít nhiều gây sát thương bằng kỹ năng cả. Giảm bớt sát thương thì luôn có lợi đúng không ạ? Hạng A, tốt. Tộc cuồng giáo, u hồn, nhẫn giả, linh hồn, biến thể, chiến tướng. Hệ hoàng đế, thợ săn, thiện xạ. Cuồng giáo bị giảm một nấc sức mạnh ở 10.24 xuống bậc A sau khi cấp sao của cuồng giáo tinh anh đã không còn nhân đôi sức mạnh cho Galio nữa. Tuy nhiên các quân cờ cuồng giáo thành phần lại không chịu ảnh hưởng gì. Nếu không muốn nói là còn được tăng sức mạnh khi Jihin được tăng đam tay từ 85 lên 100. Thế nên đây vẫn là một tộc tốt để anh em có thể leo danh. Jihin tăng sức mạnh cũng kéo theo tộc U Hồn được thăng cấp trên bảng xếp hạng, dù cho cả hai có vẻ như không liên quan gì với nhau cho lắm. Thực ra thì Jihin còn có một thiện xạ đi cặp tốt với Vayne và U Hồn thì gia tăng thêm rất nhiều sát thương cho những cú bắn của anh chàng 4 viên này thêm phần chất lượng hơn. Nhẫn giả tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi mà Zed đã chính thức quay trở lại sau những đợt tăng nhẹ sức mạnh của Riot. Đồng thời Akali lại được buff như một lời thách thức với việc phàn nàn về cách cân bằng trò chơi của người hâm mộ cực quan. Thợ săn và tiện xạ tiếp tục bảo toàn vị trí của mình khi mà Warwick được tăng sức mạnh. Còn Jihin và Jinx, đặc biệt là cô nàng ngực lép, đã thay đổi cơ chế kỹ năng để trở thành một cỗ máy khống chế cực mạnh trong giao tranh. Chiến tướng cũng đã quay trở lại đường đua sau những tinh chỉnh nhỏ về các quân cờ trong thời gian vừa qua. Nhất là Xin Zhao khi thay đổi toàn bộ kỹ năng rồi được buff mana để ra chiêu nhanh hơn trong 10.24. Hạng B, tạm được. Tộc thần rừng, khai sáng, nguyệt tộc. Hệ sát thủ, đấu sĩ, mê hoặc, hộ pháp, bóng ma, pháp sư. Khai sáng sau một thời gian dài thống trị meta, này đã rớt hạng không phanh ở 10.24. Nguyên do là bởi hai chủ lực chính trong đội hình này là Nami và Talon đã bị nerf quá thảm hại. Với Nami, việc thay đổi cơ chế năng lượng khiến cô nàng tung bong bóng ở những lần sau chậm hơn trước 20%. Và chỉ cần vậy thôi là quá đủ khoảng trống cho các mục tiêu khác làm gỏi cô ta. Còn Talon, việc giảm sát thương, loại bỏ khả năng bất tử trong quá trình nhảy
như một cái tát không thể đau hơn lên sức mạnh của anh chàng này. Ai cũng biết Talon cần phải dùng chiêu kết liễu đối thủ thì mới có thể nhảy tiếp, nay không đủ đam để hạ gục đơn vị. Đã thế, hạ gục được còn chưa chắc toàn mạng, khi nhảy thì bảo sao mà không yếu đúng không anh em? Ở các hệ tộc còn lại thì cũng không có quá nhiều biến động lắm, khi mà các hệ khắc chế như là Đại sư hay Bí ẩn vẫn còn thống trị ở nửa trên, thì các hệ tộc tăng sát thương sẽ còn hạng B dài dài. Hạng C, yếu. Tộc thần tài, hệ tiên phong. Đúng ra với một tộc cần nhiều nhân phẩm từ người chơi như là thần tài, Riot phải cho nó một vài sự bổ sung thú vị để khiến trò chơi thêm phần giải trí hơn. Thần tài vốn không ổn định, lại mang đầy tính phiêu lưu. Thế nên việc giảm sức mạnh của tộc này ở 10.24 theo mình là không cần thiết. Bởi người chơi sẽ không thể biết được việc đánh cược số mệnh của mình vào thần tài sẽ cho ta top 1 hay là top 1 từ dưới lên. Trong khi đó thì tiên phong quá đặc thù và dễ bị khắc chế. Việc tăng thêm một tá giáp sẽ không là gì cả nếu đối phương chỉ thiên về gây sát thương phép. Thế nên hệ này chỉ là một giải pháp làm chống chịu cho team và chỉ lấy cho bạn khi cần Aatrox hay Sejuani để tạo ra đột biến trong giao tranh. Nhìn chung thì không chỉ ở riêng phiên bản này, cả thần tài và tiên phong sẽ còn đắp chiếu hạng D dài dài nếu Riot không có động thái chỉnh sửa gì cho những phiên bản sắp tới. Và vừa rồi là tóm tắt nhanh bảng xếp hạng các hệ tộc trong trò chơi từ cao đến thấp để anh em dễ dàng hình dung vị trí nào đang mạnh, những cái tên nào đang yếu trong thời gian hiện tại. Từ đó vận dụng để dễ dàng có được cho bản thân một đội hình khỏe, dễ leo danh hơn. Đừng quên rằng tất cả các đội hình phổ biến đều đã được lên sóng trên kênh và các bạn có thể tìm thấy chúng qua ô tìm kiếm trên channel nhé. Giờ thì hãy like, share video cũng như subscribe và ấn chuông thông báo kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.